Hello, xin chào tất cả các bạn. Lại là Dũng Mười bên đây. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục lấy những cái món đồ của Roblox không ngơi. Thì trước mà mọi người đang thấy, đó chính là tựa game sự kiện Contest Pack. Thì mọi người nhớ đi vào cái tựa game này nhanh chóng để lấy cái món đồ, đó chính là một cái áo mọi người. Giờ thì tôi sẽ đi vào cái tựa game này luôn ha mọi người. Let's go. Tôi đã vào cái tựa game sự kiện này rồi mọi người. Và đây là cái giao diện của cái tựa game này. Nhìn rất là đơn sơ ha. Cái này tôi nhớ không lầm là hồi xưa cũng đã có rồi ha mọi người, chứ không phải sự kiện mới đâu. Sự kiện này cũ rồi ha. Như hồi đợt chúng ta lấy được 3 món đồ lần đó, thì chụp hình được món nè, rồi đi vào bấm cái gì đó được món nữa, rồi đi nhặt cái chữ đó mọi người, nhặt những cái ký tự, những cái tượng đó, thì vào đây nhặt là được một món nữa. Hồi trước là vậy ha, giờ thì không còn nữa. Rồi thì cái cách mà để chúng ta lấy cái món đồ này nó như thế nào không người? Rất là dễ luôn, không cần làm gì hết. Mọi người chỉ cần ngồi treo trong vòng 15 phút thôi. Người nhìn bên góc phải nè, góc phải ở dưới cùng ha, thì nó kêu á, trong vòng 13 phút nữa các bạn sẽ nhận được một cái món đồ. À, đó chính là một cái áo phông không người. Rồi giờ thì chỉ cần ngồi đợi thôi, rất là đơn giản không người. Thường thường hồi lúc trước á, tôi hay ngồi tám với các bạn đồ ha, thì lúc đó tôi còn tâm trạng để làm những cái sự kiện. Nhưng bây giờ thì hết rồi mọi người, không còn tâm trạng hứng thú để làm những cái sự kiện nữa. Mọi người biết vì sao không? Vì thật sự tôi suy nghĩ sâu xa lắm người. Tôi thấy những cái bạn ủng hộ tôi á, những cái bạn xem video của tôi chỉ vì sự kiện thôi, chứ không có sự kiện thì cũng không có ai coi cái kênh của tôi hết trơn á. Tôi làm những video khác á thì đâu có ai coi đâu, mọi người để ý không? Nếu mà các bạn là một người hâm mộ chân chính á, thì các bạn sẽ thấy một cái điểm khác biệt liền. Làm sự kiện thì rất là nhiều người coi, còn làm về những cái tựa game khác như là những cái tựa game ở bên ngoài hoặc là trên Steam thì chả có ai để ý đâu. Nên đó là lý do tôi không có muốn cái kênh của tôi nó trở thành một cái kênh hướng dẫn, nó trở thành một cái kênh gọi là chỉ là một cái dụng cụ để cho mọi người kiếm những cái vật phẩm thôi à. Không phải mọi người, tôi không muốn như vậy mọi người. Làm như vậy khác nào mình bỏ cái đam mê của mình không? Đam mê của mình, mục tiêu ban đầu của mình là làm về những cái tựa game mang lại những cái tiếng cười cho người xem, chứ không phải là làm những cái này rồi phục vụ cho các bạn vào mục đích là để đi kiếm những cái món đồ ha. Cái này ai làm được thì làm, chứ đối với tôi là never và không bao giờ có chuyện đó xảy ra với cái kênh Dũng Bờ bên này. Và chắc video của tôi đến đây là hết rồi ha mọi người. Tôi làm video này chỉ muốn thông báo cho các bạn như thế thôi, chứ tôi cũng không cần những cái món đồ này làm gì mọi người. Nó chỉ là những cái hình thức thôi. À mà thấy hay thì hãy để lại cho tôi một like và một subscribe. Ngoài ra hãy comment bên dưới video cho tôi biết là mọi người có thích tôi làm về những cái tựa game vui nhộn, những cái tựa game hài hước đúng ha. Tôi là Dũng Bùi Vinh, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Chúc các bạn có ngày tốt lành. Bye bye.